Cá lóc cá chép cá lồng tông xeo. Đợi to đi lòng hồ. Gì vậy mày? Alo mấy chị. Lên trễ chút xíu mấy chị. Tới giờ rồi đó. Ông đi sao ổng thiệt á chứ. Tôi thiệt á. Tôi sao mà tôi cứ ổng được hay vậy trời. Cái tôi chữ nó không bao giờ nó ghét tôi đó. Mà ông nói thì nó mới ghét ông á. Ủa bộ 3D hồi chiều có đem lên kho không vậy? Bộ 80 ngàn á. Bộ 3D á. Lên trên lầu coi thử có không sách xuống. Lên trên lầu coi thử có không bộ 3D không sách xuống. Lẹ và mau về lên đi. Alo chị mời. Công nhận nói dùng từ nói nó phải mê tín cho chưa có bán năm nào mà bán nó gớm ồm như năm này luôn mấy chị. Thiệt. Chưa có năm nào mà em bán mà em thấy nó gớm ồm như năm này luôn. Năm nay bán nó gớm ồm thiệt mấy chị. Trong nhà đủ má đói tới luôn á. Thôi tàu á chứ thiện thôi. Tao nói mày chỉ cần ngồi im và đừng nói gì hết, đừng có cục cười gì hết chứ thiện. Thậu tao chứ thiện. Thiệt á. Sáng nay mày xong một khách không là chưa bao giờ cuộc đời tao làm tài chính mà một khách bỏ gì như sáng nay chứ thiện. Thậu tao thiện à. Sáng mùng một ai làm gì làm mà chỉ im khiếp nếp rồi nhà ăn uống gì mày ăn uống xong đi về hoài cái mày vô mày thưa xong mày được tiền lì xì rồi mày còn im cho tao là được rồi. Thảo Lê chào em chào chị. Cảm ơn Thảo Lê. Tao chỉ cần yêu cầu mày vậy thôi chứ thiệt á. Xong rồi mày qua nhà bi mày ở suốt ngày cũng được tao không nói vậy đó. Không chứa. Thật lòng luôn á. Mày đừng nói mày xong nhà cái thiệt. Tao không biết năm sau tao với ông Phước có cầm cái rổ ra ngồi đầu chợ không nữa. Đừng chứ thiệt. Đừng làm những chuyện dại dột con. Kéo băng keo sáng nó cầm sẹt qua tia kéo cái rẹt lại. Hồi trưa chị nào chưa mua kịp mấy bộ này thì mua giùm em nha. Chờ neo số 1. Số 1 là 60 đến 80 kg. Chờ neo số 1. Này. Chờ neo số 1. Ủa chị Thảo Lê mới mua em lần đầu hả? Chờ neo số 1 là 60 đến 80 kg nha. Số 1 là 60 đến 80 kg. Hello chị Lê Ngọc. Số 1 chờ neo. Đây là mã con heo Nguyễn Kim. Không thấy bộ nào hết. Nguyễn Kim gửi hình lại đây. Một cái bộ caro có cái nơ đúng không? Rồi bộ nào nữa tí xuống lấy bộ caro nơ size XL. Bộ nào nữa chị Nguyễn Kim báo em. Đây là bộ con heo. Bộ con heo cũng quần đùi. Cô bộ Chanel số 1 của Tuyết Mai Phạm. Bộ con heo mã số 2. Bộ con heo là số 2 80 đến 100 kg con heo. Con heo số 2 nha. Con heo là số 2. Bộ Chanel nó đẹp quá chị Tuyết Mai Phạm. Số 1 Tuyết Mai Phạm không? Đây. Hôm nay toàn bộ dễ thương sale 80. Bộ đây là gu xì hoa. Gu xì hoa số 1 nè. Gu xì hoa số 1 size XL của Nguyễn Kim. Gu xì hoa số 1 nha. Gu xì hoa số 1 XL hả? XL đâu bộ nào đúng rồi đó. Gu xì hoa số 1 quý vị ơi. Gu xì hoa số 1 lên thành công rồi em thấy rồi. Còn bộ gu xì đá không sắp ơi. Gu xì đá hả chị Phượng? Đây. Bộ đây là bộ Carona. Bộ đây là bộ Carona, đây là bộ của chị Kim nè. Cái gì Kim coi thử Kim đi. Hả? 240 kèm quần chín tấc. Không nói anh chị đừng buồn chứ anh chị giờ đầu tư chứ làm hệ thống kiểu này anh chị không bảo vệ hệ thống mà để hệ thống cháy tài khoản $1,200 vậy là không có ok chị, mình phải theo hệ thống từ cái ngày F1, từ cái ngày mà tài khoản bị cháy à. Tới bây giờ qua 48 tiếng rồi mà anh Hận cũng không có một cái vấn đề gì hết. Thậm chí hồi nãy em đi lấy thuốc tiểu đường về em cũng không thấy anh Hận đá động gì tới chị Tú. Chỉ hỏi là cái góc tưởng nó sao.
chưa em thấy kiểu này mấy anh mấy chị không bảo vệ hệ thống mình là em thấy không ổn. Không, chị làm hệ thống mà anh chị thả hệ thống kiểu này là em không có ok. Tại vì là chị làm tài chính mà đồng tiền người ta rất là khó kiếm. Chị Diễm, em chưa giờ em bỏ ai hết trơn á. Mà F1 mà mấy anh chị không xử lý được kiểu này là làm hệ thống không có được chị Diễm. Đó là thật lòng nói, còn anh chị buồn là chịu thôi chứ em cũng không biết nói sao. Cô xì đá hết rồi, muốn có bộ đồ một cái đầm mà chưa có dao. Chưa có dao bà kêu ưng ý. Ưng ý sao bà nội? Tôi cũng mệt bà dễ sợ thiệt đó chứ. Một con heo. Xây mấy quạt qua đây tí rồi. Mai mới lên. Bây giờ nè, từ chị Tú cháy từ ngày đầu đó, buổi tối đó em nhắc anh Hận hỏi tôi chị Tú làm tới đâu. Rồi, chị 11 giờ đêm em vẫn còn nhắc anh Hận ngày mai. Đội hiểm chưa về ngày mốt cũng thấy nói năng gì hết. Tới khi bây giờ qua 48 tiếng. Đó giờ chị nghĩ tài khoản 2.000 đô còn 1.200 đô, giờ còn 800 đô chị xử lý sao với 1.200 đô đó. Trong khi đó chị Tú là F1 của anh Hận. Chị xử lý sao? Tiền người ta tiền vay tiền mượn không? Không, anh Hận rất là dùng từ là không có hợp bác chị. Mà bây giờ để hệ thống như thế này là chị Tú cũng đâu có đồng ý, mà bên này em cũng không đồng ý. Bây giờ em vẫn đang cố để cho Lucy, em nói Lucy là đang cố dùng cái Telegram của chị Tú để giải quyết mọi chuyện. Mà từ đây tới tối em coi từ kết quả sao. Chứ bây giờ em thấy không ổn, em thở hơi lên rồi chị. Bộ 450 hả chị Phương, chờ em chút nha. À, em lấy độ chính tóc. Thì cái bộ hồi nãy chính tóc á, hồi bữa giờ chị Nguyễn Kim lấy bộ bi sáng ngực chưa? Lấy bộ bi sáng ngực cho chị Nguyễn Kim coi. Đây, đây là bộ LV. Bộ LV này số 1 nè, 70-80kg. Bộ LV, LV còn một bộ thôi 80 ngàn. Em là một khi em làm công chuyện gì á và em buôn bán như thế nào, đôi lúc có những bill em bị lỗ mấy chị, em nói thật. Có những cái bill á em lỗ nhiều lắm. Giống như hồi xưa em bán cho con Trần Đinh Bảo Ngọc người Hà Nội, em nghĩ nó là cái người mua em đầu tiên lúc em bán livestream. Cái kiểu như mình cả nể chị, gửi cục hàng ra 7-8 triệu, xong cái gửi ship nhanh mất hết 400-500 ngàn, cái nó chưa có tiền lấy cái gửi về, cái em mất 400-500 ngàn. Nó rất là kỳ cục và nó rất là khó chịu mấy chị. Cho nên là em nói mấy chị hả, rồi có khi hả nó gửi nó đâu có chuyện nó đưa tiền thu đâu mấy chị. Để em chuyển khoản chị nha, thân quà mua lâu quá thân. Cái xong cái thành ra em là cái người chịu thiệt gớm mấy chị. Bán mấy tháng trời nó chuyển khoản được đâu triệu mấy. Cứ vậy xong rồi tới một cái thời điểm em xỉu thẳng mặt em chửi luôn. Có nghĩa là họ không có nghĩ là mình nể tình. Có những cái bill em chấp nhận em lỗ 5-70 ngàn, 101 ngàn là chuyện thường mấy chị. Ha. Đây nè mấy chị. Đây là bộ bi sắn ngực. Đây là bộ bi sắn ngực nè mấy chị, bộ bi sắn ngực. Chị nào chốt bộ bi sắn ngực thì chốt giúp giùm em bộ bi sắn ngực nha. Bộ bi sắn ngực. Cho nên nó làm không phải chị Tâm Trương, thật lòng luôn. Một khi mình đã làm hệ thống LV 69kg, một khi mình làm hệ thống là chị phải theo mọi người. Chị phải theo mọi người chứ F1 của một bạn nào đó mà bây giờ bắt em xử lý đâu có được chị. Còn nếu là hệ thống của em mà bảo hiểm về không được như vậy là em là sẽ là cái người theo họ từ đầu. Còn đây F1 của họ, họ không bảo vệ thì mình không thể bảo vệ được cho hệ thống F1 của họ chị. Ha. Bộ 80 của Nguyễn Thắng là bộ nào? Nguyễn Thắng lấy bộ nào thì báo nha. Bộ bi sắn ngực 75kg size XL của Trinh Võ. Ủa nãy giờ, có nghĩa là nãy giờ thì em thấy là chị ơi hình chị chụp đang đồ em đặt 3 bộ. Nguyễn Kim, bé Lùng vô coi những cái bài viết của gì, bé Lùng đâu rồi? Vô coi trong tất cả các bài viết gì đăng mấy cái bộ chính tóc, coi thử chị Nguyễn Kim đặt bộ nào thì báo gì. Là chị chụp đặt đồ số 1. Đây để từ em kiếm. Là chị Trinh Võ bộ chị Trinh Võ bộ XL nè, XL 240 của Trinh Võ. Con heo nè, bộ FF nha mấy chị nha. Đây là bộ FF, chị ơi lựa bộ đồ 80 ngàn cho con gái em mặc. Ok, lựa mấy bộ. Nè mấy chị, đây là bộ FF. Bộ này là số mấy? Bộ này là số 2, 80-100kg. FF này FF số 2 nha. FF số 1 nè. FF số 1 và FF số 2.
Bi sắm ngực 70kg của chị Đoan Thùy. Đấy em nói rồi, chị Đoan Thùy tranh thủ mua cho cuối năm sau muốn mua em lần nữa đó. 240 của Đoan Thùy. Nè để em lấy cho chị nè, số 1 của con gái chị đó. Nè hai bộ nè. Nè bộ chó cũng đẹp, bộ chó mặt sờ cũng đẹp nè. Ba bộ. Bộ chó mặt sờ nè. Ba bộ. Rồi chị coi nha. Ba bộ lấy không? Chưa có con mèo đeo kính không? Rồi 4 bộ cho chị Võ Phúc ơi. FF số 1 của chị Như Hoa. 5 bộ. Đúng rồi, hỏi chị Nguyên Kim đặt bao nhiêu bộ? 3 bộ hả? 3 bộ. Bộ nào rồi? Quay lại đây. 73kg. Bộ đây là bộ chính chính tóc, bộ chính tóc tay cánh tiên hả con? 73kg. Là size XL. Bộ này của Như 5 bộ hả chị? 5 bộ đây, bộ con heo coi, tôi có bộ heo giùm luôn. Coi. Coi. Từ từ nha. Bộ hoa văn này có chưa? Có rồi. Bộ này có chưa? Rồi, ok. Rồi. Võ Phúc. Rồi bộ này của Như Hoa nè. Như Hoa 80 nè, Như Hoa 80. Từ từ nha, từ từ chị coi thử, từ từ xin lỗi. Đó cái là xin lỗi FF số 1 của Tuyết Mai Phạm nè. Tuyết Mai Phạm, FF số 2 của Mai Quỳnh nè. FF số 2 của Mai Quỳnh. Rồi Mai Quỳnh 80.000 nè. Mai Quỳnh 80.000. Rồi bộ này của ai quên rồi? Của chị đó luôn á. Bi sắn ngực size XL nữa. Bi sắn ngực. Rồi bộ đó có rồi. Bộ đó có rồi. Rồi ai nữa? Nè hai bộ này 240 hết ba bộ của chị gì đó, Ngồi Nguyễn gì đó. Dạ thấy rồi, xin lỗi chế nha. FF 80kg hết rồi. Bây giờ em chỉ còn ba bộ thôi quý vị ơi. Bây giờ em chỉ còn ba bộ thôi. Ai đang nhắn tin một nhóm có mấy người? Bây giờ coi trong tin nhắn của chị gì. Chị gì mới nhắn tin lên lấy thêm hai bộ hay gì á. Bé Vy có trong phim bay không? Tím Lục Bình lấy ba bộ đây. Có từ tím một Lục Bình lấy gì rồi? Hồi nãy tím Lục Bình lấy bộ gì rồi? Có từ tím Lục Bình lấy bộ gì rồi? Đúng rồi. Bộ đó là bộ gì vậy? Rồi hai bộ này cho tím Lục Bình nè. Rồi hai bộ cho tím Lục Bình là hết nè. Bây giờ em chỉ còn bộ con heo ấy mấy chị. Nay có quần tay chưa về Nguyên Ngô, cái gì vậy tí? Trời, con dán mà làm như con cạc vậy trời. Dán mà đàn ông nhảy một cái muốn giống như nó muốn rụng lông hát luôn à. Nè. Ủa ai Thúy Hằng, Thúy Đạn size 100kg. Kiếm được bộ caro này còn size 100kg caro đơ. Hồi nãy con lấy coi thử còn size 100kg không? Có lấy bộ bi không vậy? Đây nè mấy chị, đây là bộ chó mặt sợ, còn bộ số 2. Có, bộ bi sắm 100kg nữa. Đó, bộ bi sắn ngực 100kg với bộ caro đó 100kg, từ từ trả lời. Em còn bộ này 70-90kg nè. Lấy cho chị Nguyễn Kim rồi. Bộ này mấy chị, bộ này là bộ gì nó con mẹ gì quên là 70-90kg mấy chị. Em còn cái hai bộ thôi. Ủa con mèo. Bộ này không phải con mèo Mai Quỳnh, bộ này là con chó. Con chó của Tuyết Mai Phạm rồi, em còn bộ con heo là Tuyết Mai Phạm lấy giúp em luôn đi. Ở dưới đó hổm giờ Tuyết Mai Phạm trả bộ đồ lại cho em chưa? Coi Tuyết Mai Phạm mai trả gì à, trả nha. Bữa em có một bill Nguyễn Hoàng Mạnh, bữa em có một bill một bộ, chị mua thêm một bộ nữa chứ. Ôi hàng mà hàng Tết mấy chị giam trên 2 ngày là em thua luôn á. Bảo Ngọc Thi nè. Mai coi gửi bill hết đi chứ, bill hàng Tết mà mấy chị dồn kiểu này em chết luôn chứ em sống không nổi đâu. Kiểm tra cho kỹ đây, bộ bi còn 100kg không? Kiểm tra bi thử còn 100kg không? Rồi em còn hai bộ đây, bộ dưới 72-73kg, bộ dưới 100kg nè. Bộ đây là bộ rêu. Rồi bây giờ lên hàng trên lầu xuống đi. Bi còn 100kg, kêu còn bi hết caro, tí kiểm tra lần nữa caro con. 240 của chị 100kg nè. Rồi bộ đây là bộ rêu với chị, bộ rêu bẹt vai. Bộ đây là rêu bẹt vai nha. Nha, bộ này vải đẹp lắm mấy chị. Bộ này vải rất là đẹp. Chị Diễm, cái làm hệ thống hay là cái làm không làm hệ thống? Thì ở đây em không có nói với chị như vậy. Mà ở đây chị cũng đừng có trách chị Tú là mỗi lần làm sao là ở nhà thế này thế kia. Tại vì
Vậy với anh Hoàng phải huấn luyện mọi người trong vòng 1 tới 3 ngày là mọi người phải ở nhà thao tác, tại vì mọi người còn công việc còn gia đình nữa. Và cái ở đây là em muốn chị với anh Hận có trách nhiệm với F1, chứ chị ngồi đây chị không thể mà trách tới trách lui được. Bản thân của em cũng vậy, sau này anh Hận có chuyện gì em cũng không thể trách tới trách lui. Mà em chỉ biết một vấn đề là tối hôm đó anh Hận gãy là em phải là người theo anh Hận, chứ ở đây chị không có trách tới trách lui được. Cái vấn đề ở đây là mình phải theo họ từ cái lúc mà họ bị gãy tài khoản tới khi mà họ lấy lại được bảo hiểm gì Diễm. Chứ bây giờ mà chị làm hệ thống mà chị ngồi chị cắt cây chất phẩm, chị la người mọi người từng chút là không có được. Tại vì cái này là khi họ đã đầu tư tài chính là họ sẽ tin tưởng anh chị rất nhiều, và họ tin tưởng vào khả năng của anh chị giúp họ kiếm tiền. Chứ bây giờ mình ngồi mình trách như thế này là không được, tại vì tài khoản 2.000 cháy còn 800 đô là buộc lòng họ phải có một cái sự dùng từ là đấu tranh để họ lấy tiền lại, chứ không thể họ để mất luôn. Cái bộ rêu này sale 190 mấy chị, còn một bộ dưới 72-73, bộ này đẹp lắm, còn bộ dưới 72-73 ký và một bộ gì Lucy. Rồi giờ sao? Giờ gọi điện thoại cho để anh chị. Vậy bây giờ gửi vô để mình đăng ký cái bảo hiểm mà cho chấm đỏ, chấm tím, chấm vàng hết không? Ấy là giờ. À. Rồi mà sao nữa? Rồi vậy gửi máy vô rồi giờ xin đi bà hỗ trợ bên em trực tiếp phải không? Rồi vậy đi. Ok rồi. Okay. Em gọi điện nói chị Tú giùm chị một tiếng ha. Nha, chị đang ngoan. Thì chị lấy tổng cộng 2 bộ là sao chị? Chưa biết nha. Xả bộ sắn ngực lấy bộ heo cho em đi chị. Dạ hết bộ heo rồi. Chị Trinh Võ không lấy bộ sắn ngực là chị Trinh Võ cực kỳ sai lầm. Em nói chị, bộ sắn ngực mặc lên ha, form rất là đẹp luôn. Form đẹp mà cái quan trọng rất là gọn chị. Rồi bộ rêu, kêu hai đứa lên kho bưng hàng xuống để sale vài chục, sale cho hết hàng mà từ nãy giờ bay tí nữa kìa. Mày cầm cái điện thoại mày ngầu đó phải không? Cầm đâu? Tủ đó mày cầm cái điện thoại mày ngầu đó, mày để ý tao nói thì nhìn tao đục cái lũng mỏp luôn á. Đi lên lầu bỏ hàng xuống. Cầm xuống trước hàng đi, mày bỏ một lần xuống hết được không? Ba bộ. Ủa ai đem cái hàng này lên kho vậy? Ai đem cái hàng này lên kho sao tụi bay bệnh dữ vậy? Trời đất ơi, hàng đầm ta bán đỏ đem mở vô kho. Xách cái hàng này xuống dưới kia đi. Còn cái đỏ gì đây mà tự nhiên đem hết lên kho vậy bay? Trời, tụi bay bị bệnh hay sao vậy tụi bay? Không biết đâu, con Hải kêu Út nói. Hàng này tự nhiên cái hàng đang bán nằm đỏ ngọc trai đem lên cầu thang để tự nhiên cái đem mở anh kho. Nó tự nhiên tụi bay tào lao hay lao ghê trời. Đem xuống dưới lấy từng mẫu ra để like. Rất là giống như quỷ sứ vậy. Con vô đây con like cái đầm đỏ này chỉ gì 280 ấy. Nhanh lẹ lên. Hello mấy cô. Dù về nhé em ơi. Anh chỉ quyền vào đoạn này không? Đầm 280 nha mấy cô ơi. Đầm 280.000. Đây có đủ size nha mấy cô ơi. 280.000 có đủ size. Cái tay đẹp lắm nha mấy cô. Đầm đi tiệc. Quá là đẹp, có đính ngọc trai nữa nha. Có đủ size hết nha mấy cô. Cô nào chốt một con nha.
vải coi dạng lắm nha mấy cô ơi. Oh no, không biết nói gì hết trơn. Qua mẫu nha mấy cô. Đầm này nhiêu? 28. Đầm caro 280.000 nha mấy cô ơi. Đó. Quá là đẹp. Đầm đính nút có đủ size hết nha mấy cô. Cô nào comment nữa. Đây. Quá là đẹp. Có đủ size. Đầm đỏ với lùn size nha. L. Nè nè. L. Ok cô Nhi vỏ. Đầm này vải co giãn đẹp, mặc lên đẹp lắm nha mấy cô. Nó đi làm là hết sảy con vải. Mà đi tiệc cũng được. 280.000 luôn nha mấy cô. Đầm caro 73 chứ. Rồi, XL. Đây của cô Phạm Thị Mỹ Phượng, Mỹ Phương. Ừ. Đầm nhiêu? 28. Đầm hồng nha mấy cô, đầm hồng tay cánh dơ đúng không? Không biết, tay gì mấy cô nhưng mà đẹp lắm. 280.000 có đủ size luôn nha mấy cô. Quá là đẹp, ở dưới nữa nè. Mặc thử ngại lá gì nữa mấy cô ơi. Dơ lên lại không? lên lại hả? Dơ cái nào cô ơi? Cô cá chép ơi. Dơ cái nào? Đầm nào? Ba cái luôn hả mấy cô? Ok. Đầm đỏ. Đây, đầm đỏ 280.000 có đính một chai nha mấy cô ơi. Quá là đẹp. 280.000 có đủ size. Để coi giãn nữa nha mấy cô. Cái tay là đẹp nhất luôn mấy cô. Quá là đẹp. Đầm caro 280 luôn. Đó. 280.000 có đủ size hết nha mấy cô. Lấy gì nữa? Đầm hồng này cũng 280.000 có đủ size hết nha mấy cô. Vải co giãn quá là đã. Cái đầm này đẹp thiệt, mặc lên là đầm đỏ mới về nha mấy cô. Đúng không? Đầm mới về hôm nay. Đây. Trời ơi, đầm tay dài nha mấy cô. Đầm tay lửng 280. Đầm tay lửng 280 nha mấy cô. Đầm đỏ. Đầm đỏ nào cô? Đầm đỏ đó. Đỏ sai. Đầm này đúng không? L. L hả? Đầm đỏ này nè. Đầm đỏ này nè. Đầm đỏ này đúng không cô ơi? Đầm đỏ ngọc trai hay là đầm đỏ ngọc trai hay là đầm đỏ mới dơ lên? Hay đầm đỏ tay lửng này cô? Để cô ăn nhiên chốt đi.
đầm này mới về ngày hôm nay 280.000. Đó, có đủ size luôn nha mấy cô. Đầm quá là đẹp. Trời ơi, tụt luôn. Quá là đẹp nha mấy cô. 280.000 có đủ size. Ôi nó. Thôi im luôn. Cô quay qua coi không có nào like được, bóc like nào đi. Đầm tím nha mấy cô. Đầm tím 300.000. Đầm này đó, tay này là quá trời đẹp luôn nha mấy cô. Đó, có cái nơ nữa nè. Đầm tím này 300.000 có đủ size hết nha mấy cô ơi. Vải co giãn rất là nhiều. 300.000 đầm này nha mấy cô. Đi ăn mấy đầm này là đi ăn tiệc là quá trời đẹp luôn. Đầm blueberry nha mấy cô ơi. Đầm blueberry 280.000. Nha mấy cô, có đủ size luôn. Đầm này mới về không? Có dây cột bụng nữa nha mấy cô ơi. 280.000 đầm này luôn. Rồi đi lên luôn rồi. Rồi, cái bài ốc của cái bài. Nói được nữa, cái này đi hả? Quá là đẹp, cái đầm này đẹp lắm nha mấy cô. Đầm này đẹp lắm. 280.000 đầm blueberry nha. Quá là đẹp. Này đầm nhúng đúng không? Đúng rồi, đầm nhúng. 280.000 đầm này có đủ size, cô nào lấy thì chốt mình con blueberry kèm size nha. Thôi em bỏ cho. Thôi. Để em bỏ cho. Đầm này như em bỏ. Có đúng cô luôn. Đầm bi đầm hoa đỏ nha mấy cô. 250.000 có đủ size. 250.000 có nhúng đằng sau nha mấy cô. Có nhúng đằng sau đó là được, cũng không cô nào comment luôn. Chị Đại đi để thử tự thử đây. Đầm bi từng nha mấy cô ơi. Đầm bi từng 250.000 có đủ size, cô nào chốt thì comment giùm con nha. Đầm này có màu vàng nữa nha mấy cô. Vàng với đỏ. Cũng từng luôn. Cũng nhúng luôn. 250.000. Đâu hết rồi. Mấy người đó thấy hả? Đâu hết đâu. Mấy cô không nói năng gì hết. Dơ cao để thôi. Đầm đỏ. Đầm đỏ này đúng không cô? Đầm đỏ bông hay là đầm đỏ nào cô comment? À, đầm đỏ nào với lại kèm số ký giùm con nha. Đây, đầm tay cánh dơi nha mấy cô. Đầm màu nâu hả? Đầm nâu nha mấy cô. Đầm nâu. Đó. Không có được đẹp tại con lùng. Đó, tại mấy cô. Quá trời đẹp, đầm này như vậy. Nhiều anh thiệt. Ờ, cái nào cái nào.
Đầm màu nâu này à. Này 28. 280.000 đầm này nha mấy cô, có đủ size hết nha. Đó, quá là đẹp. Đưa thiện đi. Đưa thiện đi, nó làm. Đầm này, mấy đầm này đi ăn tiệc là quá trời đẹp quá. Giá đầm này là 280 nha mấy cô. Đầm nâu 70kg đang thì. Đầm này anh đi. Có 28 luôn. Xem lại đỏ hoa. Ok, vâng cho em cái đỏ hoa coi. Hello cô Đặng Hạnh. Lộc nơ ơi, đỏ nào với lại nhiêu ký lộc nơ? Cái đó là 250. 250 đầm đỏ này nha mấy cô. Đó, đầm tuần này đẹp lắm nha. Đầm đỏ nha mấy cô ơi. Đầm đỏ, hoa tuần. Ở đằng sau có nhún nha mấy cô. Đó, quá trời đẹp luôn. Đó, 250 nha cô. Nào chốt thì comment size với lại hoa đỏ nha. 28. Đầm này 280.000 luôn. Đầm đen phối tay trắng. Đầm đỏ đang cầm, đầm đỏ nãy đang cầm hỏi quá vậy. Đầm đỏ này đúng không cô? Bao nhiêu ký? Ngọc Nư bao nhiêu ký vậy? Ngọc Nư. Ngọc Nư ai nữ. Biết. Nãy vừa qua mấy cô mà có comment quá chậm đó. Đưa ra đúng vậy. Đúng vậy. Thì kết ra này. Đầm đỏ đang cầm. Mấy chị là em nói mấy chị xem lại đầm đỏ hoa của Hương Trần. Em nói mấy chị là đừng có comment là cái gì đang cầm. Em nói thật lòng luôn á. Ngọc Nữ, một là chốt giùm em đầm đỏ hoa li ti ha. Đầm này thì xinh mấy chị, đầm này em có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Lấy vàng xuống chưa? Rồi vàng lai. Dạ đúng rồi chị Đoan Thùy, chị 6-7kg mà. Em có đầm này, em có đầm hoa đỏ li ti và đầm vàng. Ở sau có đầm li ti đó. Có nhúng nè, lấy đầm li ti này size XL cho chị Ngọc Nư đi. Là mấy chị phải chốt là đầm đỏ hoa li ti, chứ mấy chị đừng có chốt là đầm đang cầm. Nhiều lúc ta nói nguyên ngày cái gì em cũng cầm, chỉ có phi phi em cầm cái khác thôi. Mấy chị chốt một cái phi phi là chết em luôn. Thiệt luôn. Phi phi là màu đen mày. Đầm caro nè, tí có chứ đây đầm caro. Đầm này thì không biết quẹo nó nè. Đầm vải co giãn nè mấy chị. Đầm này thì kiểu như đầm cung sở cổ tim và vải co giãn có túi hai bên ha. Đầm này thì 280, cất vô cho đàng hoàng, cầm bao đồ lên cho đàng hoàng cái tí. Ngồi trên cái bao đồ mà coi nó rớt ra tè le hột me cái tí à. Thấy không? Rồi đây. Đầm này đầm còn trên lầu nè. Đầm này người ta gọi là đầm tây bi nút bạc mấy chị. Đầm này là đầm tây bi nút bạc và đầm này có tổng cộng là 4 size. Dưới 70-72kg, dưới 80-82kg, dưới 90-92kg và dưới 100kg. Chốt giùm em đầm đầm tây bi nút bạc. Đầm tây bi nút bạc nè, đem lên phân đồ đàng hoàng nghe chị Thiện. Nhớ không? Em còn một cái quần chị ơi, cái bộ chị gọi là cô Long Dương quá, cái màu xanh đen bên dây bên nơ còn không? Còn chị Thạch xuất ra. Lấy bộ cô Long Dương quá. Cô Long Dương quá xanh đen á. Lấy hai ịt cha Thạch xuất ra. Thạch xuất ra 240. Ơi em có cái bộ đỏ quần váy đẹp lắm chị Thạch xuất ra, bữa giờ chị đi đâu? Với lại cái bộ sắn ngực mới về cũng đẹp. Đầm hoa đỏ li ti 250 của chị Kim Cúc Đinh nè. Kim Cúc Đinh 250.000. Đây em còn một cái quần sọt nè, bán sale cho mấy chị 80.000 đi. Cái này còn cỡ dưới 70kg, 60-70kg quần này nha mấy chị nha. Chị nào chốt quần đùi bán mấy chị 80, mấy chị coi vải nè. Rồi chốt giùm em. Mà thôi khỏi đi mấy chị, để bán cho Lucy. Nè. Em có một con áo này bán xe mấy chị 100.000 coi vải đẹp không? Dưới 80kg áo đen. Bán cho mấy chị 100.000 áo đen. Còn bao quần? Bỏ xuống đây. Chị nào chốt áo đen nè, phân ở đây nha. Quần sọt đen nè, để cho bà Nhu Nhi giỏ nè. Để cho Lucy Nhu Nhi giỏ 80.000. Tay bi 70kg. Tên chí Thiện ơi, con cái con tay bi con mới cất á. Đem xuống đây áo đen. Áo đen 100.000 vải sướng lắm nha mấy chị. Áo đen vải rất là sướng. Đâu bộ thạch sốc kê đâu rồi? Ủa bộ thạch sốc kê mới qua ngồi tí đây hả? Trời ơi, nó đưa nó cũng nói thạch sốc kê 240 nè. Rồi đầm này 200 mấy. Đầm này của chị Đoan Thùy nè.
Chị Đoan Thùy nè, bé lồn 280 của chị Đoan Thùy. Áo đen của ai? Áo đen của bé gấu bông nè. Gấu bông áo đen 100 ngàn. Hồi trưa nay nè, mười mấy cái áo này, bây giờ em còn 4 cái ha. Em còn đúng 4 cái nha mấy chị nha. Áo này là 700 đến 1 mọt, 70 đến 100 ký. Áo này vải đẹp lắm, nó là thun giấy. Vải rất là đẹp là thun giấy nha mấy chị nha. Vải rất là đẹp là thun giấy. Mấy chị lưu ý giúp em ha. Vải đẹp và là thun giấy. 60-65 đến 100 ký. Áo thun đã lắm mấy chị. Con này đẹp lắm, eo vì đỏ nè. Chốt giùm em eo vì nâu nè. Và cái đây là Mickey đen nè. Mickey đen rồi còn có 3 cái đó thôi mấy chị. Còn có tổng cộng 5 cái nha. Quý vị lưu ý giúp em nha. Còn tổng cộng 5 cái. Chốt giùm em ha. Xe mấy chị 100 ngàn một cái. 100 ngàn một cái áo thun giấy. Nói chung là mấy chị có tiền không có đi đường quyền được với cái thằng này đâu mấy chị. Tại vì cái thứ nhất là vải nó rất là sướng. Cái thứ hai vải nó cũng sướng. Và cái thứ ba vải cực kỳ sướng. Rồi đầm đỏ ngọc trai. Đầm đỏ ngọc trai cũng 4 size. Chị nào chưa lấy đầm đỏ ngọc trai này chốt giùm em đầm đỏ ngọc trai nha. Giới thiệu đem cái bao đầm đỏ ngọc trai lên nè. Thêm cái đầm bi đỏ từng. Thêm đầm bi đỏ từng. Đầm bi đỏ từng. Lấy đầm bi đỏ từng có thử còn size 3 gì không? Không phải cổ cao đâu. Con này mặc sọt vô hơi bị đẹp luôn. Con này mặc sọt vô là tuyệt vời. Rồi đưa cái đầm đỏ ngọc trai vô ngay chỗ cầu thang đó luôn. Rồi bây giờ lên cho mấy chị mẫu gì đây? Cái này là cái gì vậy? Nè cái này đưa ra trước nè, cái bao đầm ở trước á. Lúc nè. Thầy kêu lấy 2 ịt mà nói gì vậy thằng điên? Rồi tao muốn lên tao giả cái cho chết trân ghê trời. Hạt tóc khe nè. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị mã gì mấy chị? Mã tấu cái thằng cha mà cho mã tấu. Đưa cái bao này lên lẹ có chỗ like coi. Rồi quần đùi con nè. Còn mấy cái quần đùi bán cho mấy chị 80 ngàn cái cho hết hàng đi. Còn mấy quần đùi bán 80 ngàn cái cho hết hàng. 80 ngàn cái quý vị ơi. 80 ngàn cái dưới 80 kg cũng vừa nha. Nhưng mà đã lắm mấy chị. Rất là đã luôn. Chốt giùm em quần đùi nha. Để tao 2 cái mặc ơi. Người ý yên 2 cái vô ơi. Ê cái kia hình như cái trong bịch size gì vậy? Quần này xin lỗi mấy chị nha. Quần này còn size dưới 72 kg thôi. Dạ chưa thấy chị, chưa thấy chắc ngày mai chị Hạnh Phúc ơi chờ em, chị đừng hấu em. Nè đưa 2 cái cho tao đi. Rồi ghi nè. Ghi cho con Lucy nè. Lucy 2 cái. Lucy 2 cái của bé Trân Diệu đặt cho đó. Cát Tường quần 70 ngàn nè. Quần 80 ngàn của Cát Tường nè. Quần này còn size dưới 7 mấy ký thôi. Cái quần đùi của chị Cá Chép nè. Chí Thiện lấy cái đầm này nè. Cái đầm ngay đây size L. Lấy đổi cho Cá Chép, lấy hàng về. Cá Chép 80 ngàn nè. Đây bỏ này ra Cá Chép 80 ngàn nè. Còn một cái thôi quý vị. Còn một cái nha. Em nói mấy chị cái con áo này mấy chị mặc với sọt vô một cái chết bị mẹ luôn. Thiệt. Hơi bị sung sướng cục đầu luôn mấy chị. Vải đẹp lắm. Vải em nói nè. Giờ họ kêu mua không ai mua đâu ha. Đợi tới khi ế ha. Trời ơi tao nói đợi tới khi ế tôi mặc ngồi like ha. Mấy má hỏi hả. Trời ơi đồ đâu mà đẹp ha. Đừng có nói lúc đó đừng có nói gì hết trơn. Trời ha. Rồi dâm tối hôm qua sale. Còn cái quần của chế Nguyên Phạm nè. Rồi dâm tối hôm qua sale nè mấy chị. Sale còn 150, 280 sale còn 150 dâm đen kèm số ký. Con này mặc lên hơi bị xuất sắc mấy chị. Con này mặc lên là hơi bị xuất sắc. Lấy một cái đùi của Lina Trần. Của Lina Trần đưa cho một cái thôi. Lina Trần một cái sao tự nhiên. Lấy cái đó bỏ cái kia lại cho chị. Lấy cái bịch luôn sao tụi bay khờ ghê. Hết quần 80 ngàn rồi. Rồi Nhung Nhi giỏ hai áo. Con lấy cái đỏ với cái đen này Nhung Nhi ơi. Lấy con đỏ với con đen này. Con đỏ với con đen Mickey nè. Nhung Nhi giỏ hai cái 200 vải đẹp lắm. Còn đầm nữa không? Còn gì Ngọc Nư? Con này là dâm nè 280 sale cho mấy chị còn 150 ngàn. Có size dưới 70kg. À, ống nhỏ nha. Form dài và ống nhỏ. Dưới 70kg, dưới 80kg. Dưới 90kg và dưới 100kg mấy chị. Và dưới 100kg. Mấy chế về em về Phú Yên đi. Em dắt ra bè nổi anh Nhân chơi. Trời ơi bà mùa này đi ra nhưng mà nó chắc teo cu luôn á anh Nhân. Bè đó mà giờ đây mà ra cái teo cu. Em có size dưới 70kg. Em nói chữ dưới nha. Có nghĩa là chị nào mà đúng 70kg mà 1m5 vô mặt kẹt con chim kêu ét ét luôn á. Nói thiệt lòng.
mặt vô không kẹt con chim, có size 100 tí nữa ha, có size 100 tí nữa. Rồi ngày hôm qua em xẻ đầm đỏ đây nè, dùm size L của bà Nhu Nhi vỏ nè, đầm rưỡi của bà Nhu Nhi vỏ. Mai lên đưa máy cho gọi, cháy gọi chị Yên ơi, em xem lại cái đầm vàng với. Lên lấy đầm vàng. Ở đây không có size 39, chị Hạnh Phúc là anh, 1 là 40, 2 là 42, 3 là 44 ha. À, anh ơi lấy cái bịch ghi cho Hạnh Phúc là anh, hai cái áo vú 40 treo đây cho em ơi. Cái đầm này ngày hôm qua sale nè, 280 sale còn 190 đầm này, đẹp lắm chị Võ Phúc. Đầm 4 nút, chốt giùm em đầm đỏ 4 nút vải co giãn sale 190. Đầm đỏ vải co giãn sale 190 ngàn quý vị ơi, 190 ngàn. Chỉ một đêm duy nhất và chỉ một đêm duy nhất. Em là em thích đầm vàng hơn mấy chị. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh em đốt lá sân trường đây. Đầm tầng đang đọc thơ. Mấy chục năm nay giờ tôi mới nghe đọc thơ. Ở sau nó có nhúng vậy mấy chị. Ở sau nó có nhúng. À, nghĩ sao nó kêu thơ tôi khét lẹt không biết. Mấy chị thấy, mấy chị thấy em đọc hay không, hay chứ. Nè Nhu Nhi vỏ, 190 của bé Nhu Nhi vỏ nè. Bé có đầm bà đi giật rét rồi đó. Rồi Như Nguyễn XL dạ đang kiếm. Như ơi Như, Như có biết không, biết không Như. Ôi hình như hết hai rồi. Trời. Hết rồi chị Như ơi. Hết size chị Như rồi, còn size này dưới 70-72kg thôi. Đầm vàng của Võ Phúc 250 nè. Em thì em thích màu này Võ Phúc 250 nè. Đầm đỏ 190 em vừa không. Thanh Thúy, Thanh Thúy là size 7 mấy ký hả? Bây giờ em hết size 7 mấy ký rồi. Đầm này em chỉ còn size dưới 90kg nè. Size dưới 100kg thôi. Còn size dưới 90 mấy và size 100kg thôi. Trần đời không thấy ai like duyên như bà. Không mua bọt lên nghe cũng vui. Suke la la, bà này ở đâu ra vậy mẹ? Bà đâu ra vậy bà nội? Dám ăn lên mập vô mua đồ tôi đi nha. Cười gì vậy chị Tâm Trương? Tối nay đi lệnh 2% lụm cái sướng quá hả? Mua đồ rồi mai cầm điện thoại đưa chị. Được, sẽ có một ngày bà sẽ đi video vết sẽ đổ, bà yên tâm nghe. Một ngày bà chết ngép 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 đi kép cò luôn. Tôi nói tao tiệt. Bà không biết đây. Đây bàn tay nè, coi như hồi xưa tao nói gì gì ông thằng gì, thằng gì mà em nói coi ghét coi phim nó đóng Hồng Kông, thằng gì không mà Quách Thành Danh, cái thằng cha mày á. Châu Tinh Trì đây, bàn tay một thò bóp giá Châu Tinh Trì coi nè, đó thấy không, một bàn tay đẹp vậy, bàn tay đi đây nè, chọt cháy biết bao nhiêu cái tài khoản đó, thấy không, bàn tay này đã từng là bóp giá biết bao nhiêu thằng Châu Tinh Trì, nó ra cái bàn tay này nè bà nội. Bây giờ đầm này hết size 78kg. Thanh Thúy, nếu Thanh Thúy thích thích rộng rộng thì lấy cái này ha. Không xem like là không chịu nổi mà đó, cái kiểu vậy á chị. Cái kiểu vậy cho em mới sống tới thời điểm bây giờ. Tôi nói thiệt nha, hồi chiều nay quyết tâm là đi đặt một con tôm hùm 1 ký nghe anh Nhân bè nổi. Đâu má sệt lên hải sản đảo bán ngọc, bán đồ, bán quần què gì, nó bán một con tôm hùm 1,7 triệu. Thôi nghỉ ăn mẹ đi. Lén đợi 26 giờ Phú Yên ăn luôn. Thiệt, còn hồi bữa trước đó không có cho nên đặt con Alaska gì thịt dở như cứt vậy, thôi nghỉ mẹ ăn luôn đi. Để tiền đó, để Tết mua quà cho người già vậy đi, cho nó lành. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Ờ ok chị Thúy ơi, ok. Con này mặc đầm phơm rộng vẫn đẹp mà. Đây Thanh Thúy, Thanh Thúy 190 ngàn. Rồi tiếp tục đưa hàng kho xuống đi. Đưa hàng kho xuống lẹ lên. Áo dài, áo dài. Áo dài nha. Bên kia thì... Mà em đèn mơ vắng vắng. Áo dài. Chị ơi, nghe chị kêu nhầm 3X đầm lúc nãy em đặt là. Dạ đúng rồi chị Thạch Sóc Kha biết ký chị Thạch Sóc Kha. Thạch Sóc Kha là size dưới 90kg. Đúng không? Nào dẫn em đi Phú Yên chơi giới không được đâu chị. Chị bớt đu theo em mày, tướng người ta cao 1m67 ta đu theo cũng được. Còn mẹ có 1m42 ở nhà giùm tôi một cái đi. Đi đâu cũng đòi đi theo hết trơn hết trời. Áo dài xanh mấy chị. Đây áo dài xanh. Nè sáng mùng 1 mặc áo dài xanh đứng ngay cửa chùa có thằng nào đó nó hốt liền thiệt. Đây mấy chị. Mà tay rất là đẹp, 380 sale 220 cho hết hàng nha. Đây. Trời ơi em nói thiệt. Mua chân người ta mua cái đầm đỏ với hai bộ ngủ. À, thế mà mỗi được hai bộ ngủ. Ủa hồi nào nói nghe coi. Đây. Đây mấy chị, đây ha. Đó. Đây mấy chị. Bè chị là mùng mấy mới đi lận. Đây mấy chị ơi, đây. Cái gì vậy? Bị gì đâu?
Nó kêu là mặc bộ này mà đứng trước chùa là trật tự tao hốt mấy chị. Mấy đĩ này cũng mệt lắm. Đây là kèm chân váy nha. Ha. Trời ơi, đó giờ bữa đây biết ép một phải chăm sóc rồi nữa kia đồ mẹ thiệt chứ. Cái này để chút là đem lên phòng cho chị nè. Để thứ bảy tao mặc tao đi viện á. Lên xuống ha. Còn có mẹ gì đi. Đây trời ơi. Mấy chị ơi coi cái đầm tôi đang mặc giày nè. Hồi trưa ai hỏi tôi nói hết rồi. Tôi bán hàng cũng có duyên có dáng lắm mấy chị. Làm quần què gì đồ nào cũng giấu hết. Nè dưới 92kg vải đẹp lắm nha. Sale 160 nè mấy bà nội. Sale 160 nha. Dưới trên nhưng mà đó nói gì được đây. Áo dài xanh 75kg của bé Trinh Võ kìa. Vậy giờ 75kg tao nói mày đúng lấy không đúng tay tao trội cái cục gạch vô đầu mày luôn nha. Mày ngồi mày ngẫm lại cái size cho tao nghe coi. Trinh Võ 220 mày đừng. Dưới 92, dưới 90, 92kg nè. Dưới 82kg đầm xanh nè. Dưới 100kg cũng có nè. Nói chung là con đầm này nó đẹp mê tích lộ đích đó. Dưới 100kg cũng có nè. Chị Lan Thắng Tâm, hình như Lan Thắng Tâm này quay có mua đồ mình hả? Lan Thắng Tâm 160 nè, có màu này đẹp lắm gái, lấy đi đây đây, vải thun lê dông đẹp lắm Ngân ơi. Đó nè, Ngân nè, Ngân Hưởng nè, Ngân Hưởng nè, Ngân Hưởng nè. Bà Hami Nguyễn bữa giờ bà đi đâu mất tiêu vậy bà nội? Hami Nguyễn nè, trời ơi là trời, làm như gần Tết nó rút ở đâu ra đếm vàng hay sao? Trời ơi thiệt, cái bè cá bụm nè mẹ. Cái bè bụm như bằng cái bụm háng ngồi đâu cũng được. Tôi dân dẻ lắm bà nội. Tôi dân dẻ ghê lắm lận. Để tôi dụ mấy bà khách tôi hè đây về làm về chuyến về Phú Yên đi. Tôi dân dẻ đâu lắm mấy chị. Ngồi đâu mà gần toilet gần cái chỗ nào mà tiền đồ nhiều nhiều vậy. Lùm tiền rồi vậy đó. Đầm xanh của bé Ngọc Thanh dưới 90kg của bé Ngọc Thanh nè. Rồi Ngọc Thanh 90kg. Lấy cái dưới 100kg là ok. Đầm xanh hết sai phút lên. Đổi cho bé Hami Nguyễn cái đầm lại 100kg nè. Hami Nguyễn là bé nào? Rồi đổi cho bé Hami Nguyễn nè con. Rồi ok, đầm xanh còn hai cái. Cái dưới 90, cái dưới 100kg bà nội nha. Trời ơi tôi là tôi nói tôi đơn giản, bình dân học vị lắm. Còn cái đầm này dưới 92kg bệnh muốn chết. Sao tự nhiên tháng này bệnh dữ rồi chị? Làm như thiếu gì hết trời, thiếu tiền hả chị? Cái đầm này là dưới 92kg nè. Còn cái sale 100.000 đi. Còn đúng một cái đầm nhung sale mẹ 100.000 cho nó hết hàng nè. Ha? Sale mẹ 100.000 cho hết hàng, xuống hàng chứ thiện ơi. Xuống hàng. Nay bán gì? Hôm nay bán áo dây nè, đúng rồi, thơm như cướp chị Hiền, chị bán lỗ không? Em nói cho mấy chị khách mới biết nha, là bên em không gọi điện chốt hàng, bên em chốt hàng qua tin nhắn, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Tại vì kiểm tra hàng khi nhận là mấy chị rút đồ em mất hoài. Bên em lưu ý giùm em khách mới, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Nhưng mà bên em cho kiểm tra hàng của anh shipper. Có nghĩa là khi anh shipper giao hàng tới mấy chị thôi. Anh ơi cho em kiểm tra hàng, anh thử lớn hay nhỏ. Thì ông dạch cái quần ra coi cu lớn hay nhỏ. Là cho kiểm tra hàng kiểu vậy nha. Còn riêng hàng nhà em là như là hàng nhà em chỉ tiền ông Bảy nó nhóm nhíu à. Nên là đừng có đòi kiểm tra hàng nhà em nha mấy chị nha. Ốc sim đúng rồi đó. Cái gì? Kè ông Lạc hả? Gì kè ông Lạc hả? Ủa em không thấy cái comment nào trên này luôn á. Đầm nhung nha, chị nào 90kg đọc trước rồi. Trời ơi trên này không thấy một cái comment luôn. Dạ đọc trước nha. Quỳnh Lê Đầm Nhung nè. Đưa cái Quỳnh Lê Đầm Nhung 100.000 hết là có một cái à. Khỏi đọc nữa ơi. Dạ có một cái Đầm Nhung sao không thấy trời. Tới thấy chị Hami Nguyễn bệnh muốn chết là thông muốn chết luôn rồi đó. Có 100.000 Tí bơm nước, bơm nước. Bơm nước, bơm nước. Dạ hết rồi chị, để chút xíu em coi thử mẫu nào mà em ấy lòi lem xem cho. Uống nước, bốn nước. Hôm nay em có bán áo dây. Áo dây này em bán 130, 140 gì á. Giờ em bán hai cái cho mấy chị 100.000 này. Sổ đờm. Sổ đờm với thằng cha mà cho tao uống nước vô sổ đờm. Đây mấy chị ơi, áo dây sao giờ bán hai cái 100.000 đi. Hai cái 100.000 nha. Hai cái 100.000. Hai cái 100.000 mấy chị. Không biết bị gì nữa, làm như nó bị nghèo giống tôi đó bà Quỳnh Lê. Đụ mẹ cái mạng mà nó cũng giống cái thân thế tôi nữa. Đây. Đây mấy chị ơi, hai cái 100.000. Hai cái 100.000. À hai cái 100.000 nha. Em có size dưới 70kg nè.
dưới 80kg nè và dưới 90kg, hai cái 100 ngàn, hai cái 100 ngàn quẹo lựa nha, hai cái 100 ngàn quẹo lựa. Em nói với chị mấy con áo dây này mặc sướng lắm, sướng mơ say luôn, thiệt lòng luôn. Hai cái 100 ngàn kèm số ký, không có sai 100kg. Hai cái 100 ngàn, hai cái 100 ngàn. Áo dây này mặc cưng lắm mấy chị, em may theo kiểu hai lớp dúng hàng xuất á. Hai cái 100 ngàn. À Cẩm Tú hai cái nè, hai cái 100 ngàn của Cẩm Tú. Cẩm Tú hai cái 100 ngàn, hai cái 100 ngàn của Cẩm Tú nè, 100 ngàn của bé Cẩm Tú nè. Thanh Thúy, Thanh Thúy hai cái nè, size L còn ít lắm nè. Thanh Thúy, Thanh Thúy hai cái nè, 100 ngàn của Thanh Thúy, Thanh Thúy nè. Ra hai cái 100 ngàn, hai cái 100 ngàn mà chị, hai cái 100 ngàn quẹo lựa nha. À, không không có hàng đó bà nội. Hai cái 100 ngàn của Bibi. Bibi giờ còn có một cái là Bibi ơi, tại còn có một cái hồng à. Thấy bàn tay gì nó lắm. Xuống Cà Mau làm tặng bộ neo ơi. Đừng từ đây đi xuống Cà Mau mất hết nhiều tiền bà nội. Gam Nguyễn nè. Gam Nguyễn hai cái 100 ngàn. Chưa, rồi hai cái của ai qua rồi mới nói ai qua rồi. Gam Nguyễn hai cái hả? Mày xuống giờ xuống hàng cho mày ơi. Bibi hai cái 100 ngàn. Ủa Bibi có rồi phải không? Bibi một cái thôi, tại vì không có đủ màu. Rồi cái này là của chị ai? Của chị, cái này của chị Nguyễn Thúy nè, hai cái 100 ngàn. Hai cái áo dây của Nguyên Thảo nè. Nguyên Thảo hai cái 100 ngàn. Nguyên Thảo hai cái 100 ngàn. Phạm Thị Ngọc Giai còn đúng một cái em đang cầm thôi, hết rồi. Còn đúng một cái em đang cầm thôi là sai chị thôi, hết rồi. Rồi một cái của Phạm Thị Ngọc Giai, bữa nay bill em là dồn từ 1 tới 3 ngày hoặc là 1 ngày thôi nha. Bà nào mà sau cái livestream mà vô không nhắn tin cho anh Bảy, không có nhắn tin cho anh Bảy là Bảy ơi để bill thêm 1 2 ngày, hoặc là ví dụ bữa nay ngày 16 Bảy ơi để bill tới ngày 17 hãy gửi, thì làm ơn làm phước mà sáng mai mà tôi làm bill xong mà vô nó yên ô đỡ bill lại là tôi ngắt mấy rụng mấy cọng lông trắng ở trong cái hón luôn á. Phạm Thị Ngọc Giai một cái. Hai áo dây của bé Cẩm Văn 70kg nè. Cẩm Văn, Cẩm Văn 70kg nè bé Lùng. Cẩm Văn 70kg hai cái nè. Rồi ai nữa không mấy chị? Ai? Ai mấy chị ơi, ai? Hạt chia còn mấy bịch nè, 80 ngàn bịch hạt chia mấy chị, làm ơn mua giùm em cái. Chia út nha. Tại vì còn khoảng cỡ mấy bịch thôi, 1 2 3 4 bịch thì làm ơn mua đi, 5 bịch không đâu. 5 bịch hạt chia mấy chị, 5 bịch hạt chia. Hạt chia nào bán 80 ngàn bịch mấy bà nội. Tại vì còn mấy bịch bán cho hết thôi. Bán mấy hạt gì không? Nha, bán mấy hạt? 8 gì? Bán hạt giái mẹ cho bán mấy hạt. Bán bịch hạt chia lấy hạt. Thầy ngồi đếm hai hạt anh cho 100 gì? Đếm hết hết nha. Cưng lên gì đâu? Chắc đi. Giờ có cưng gì dễ. Hai bình hạt chia, một bịch. Anh biết bên đó bao nhiêu hạt? Làm như hạt nào nó cũng trọn vẹn, nó vui vẻ. Áo Ngọc Mài, Văn Nguyễn, hai bịch hạt chia nè. Có bông một bịch đây. Hạt chia mà nó ngồi nó đếm hạt kìa. Hai bịch là 80 x 290. Rồi có bông một bịch nè. Ủa 18 cải mày ngồi mày cải chi? Hết ai mua rộng nậu. Có rất là nhiều chị. Rồi có bông Vũng Tàu. Một em một bịch của Nguyễn Ngân. Dạ bịch nửa ký chị. Mà hết luôn rồi chị. Nguyễn Ngân là Ngân Hưởng nè. Ngân Hưởng, Ngân Hưởng nè. Rồi bé Lùng quay ra sau lưng lấy cái đầm để sai hay cho cô Ngân Hưởng 250 nghe. Ngay sau lưng con luôn. Rồi hàng này để đưa lên lầu và cho chị Thiện đưa lên lầu cùng với cái này nè. Bỏ hút. Cột cái này lại tí, cột lại hết. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Cái bộ vest này là như quên mất mẹ, 200 mấy, giờ xem mẹ còn 190 đi. Nè vest quấy quần nè, Gucci nè ha. Năm nay bán tê tớt luôn á. Năm nay bán chết luôn á. Bán sống không nổi luôn á. Năm nay bán thê thảm luôn. Cái bộ này không có ấy. Cái bộ này không có áo dây trong mất mẹ rồi. Hồi kia còn mấy bịch vậy? Để em coi thử nè, một bịch của Tô Thúy Ngân nè. Rồi chốt giùm em bộ vest này nha. Bộ vest này sale cho mấy chị. Bộ vest quần váy này sale cho mấy chị với giá như quên mất mẹ. Sale 108 cho hết hàng đi. 24. Bộ này sale cho mấy chị 108 cho hết hàng. Ha.
Bộ này sale 180 cho hết hàng nha mấy chị, rất là dễ thương kìa, một cái áo dây trong. Còn riêng cái bộ mà không có áo dây bên trong này em sale cho mấy chị 150. 150 bộ không có áo dây bên trong. Ồ hình như size L, size mặt chật. Đúng rồi mấy chị ơi. Bộ này size L nè. Bộ size L không có áo dây trong bán cho mấy chị với giá 150. À dây trong đúng rồi. Nè Phúc Lê nè. Phúc Lê. Phúc Lê nhiêu qua loại 180 đúng không? 180 190 là 180 của Phúc Lê. Rồi ai nữa? Hạt chia hai bịch hết rồi chị Thu ơi. Con hết hạt chia không? Con hết rồi chị. Hết rồi, hết rồi. Bịch 80 hai bịch. Dạ hết rồi chị Lê Minh Thịnh. Hết rồi nha chế Lê Minh Thịnh ơi, hết trơn hết chọi rồi chế. Hết trơn hết chọi luôn. Hả? À, hết trơn hết chọi luôn. Cái hộp tẩy tế bào chết trong phòng tắm đứa nào khui ra à? Ôi con hỏi gì em xài được không? Mày xài hả? Mày bị một trứng giấy rữ hả? Ngày nào cũng xài mà. Xài video quá. Nó tăng trưởng hormone quá. Tao đem lên tao chưa dùng hết, có mình mày dùng mày chè cái gì trong cá trắng bóc trắng mẻo vậy? Ngày gì mày nói trắng. Bộ vé size L của Như Hoa nè, 180. Quỳnh Thị Hồng Phúc nè, 180. Ai nữa không mấy chị? Ai? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang đâu rồi? Mày thích giả lông cô không? Rồi bây giờ bán áo ba lỗ cho mấy chị với giá 50 ngàn. Mày bãi đã lắm nha mấy chị. Dưới 85kg cũng vừa rồi, 50 ngàn đi. 50 ngàn, màu đen với màu xanh ngọc. Bán 50 ngàn, hai cái 100 ngàn cho nó hết mấy chị. Lẹ lên, quẹo lựa nha. Quẹo lựa, lẹo lựa. Áo phi lê 50 ngàn luôn nè. Dưới 85kg phi lờ. Ai chốt phi lờ, nó chốt phi lờ cho em nha. Áo. Áo mấy chị ơi, áo. Con chốt. Mày mặc hả? Biết tao không biết mày cái đen gì nữa chứ. Em có một con đen tay dài này, vải đẹp lắm mấy chị. Đen tay dài dưới 90kg cũng vừa, bán mấy chị 50. Bán mấy chị 50 ngàn. Bán mấy chị 50 ngàn. Phi la của Thùy Dung 50 ngàn. Long chuột 50 ngàn, dưới 85kg. Cái con long chuột tay lửng này đẹp lắm. Long chuột 50 ngàn luôn. Long chuột 50 ngàn luôn. Long chuột 50 không ai mua. Ba lỗ không ai mua. Cái con ba lỗ này mặc lên hơi bị đẹp luôn. Rồi cột ở đây bỏ chung với cái đây rồi ra cái đây ha. Rồi bây giờ nè. Bây giờ ớn bán mẫu này mấy chị. Ớn bán bây giờ bán cho mấy chị nè. Ớn bán là bây giờ bán 100 ngàn ba cái. Đủ coi thử đủ màu không? 100 ngàn ba cái bộ lết của bộ vest của Tài Lê hết rồi. Còn thấy trên L Tài Lê. Ít L cũng cỡ dưới 82-83 Tài Lê lấy được không? Em hai cái bà là ba lô. Lấy hai cái ba lỗ của Phạm Trang đi. Bốn lỗ được không? Mày rảnh không? Mày thích bốn lỗ, tao chọn mày thành bốn lỗ luôn nè. Bốn lỗ mà. Cái thằng điên là tao giả một cái rụng hết làm răng cửa. Tao mày lầy dúng thằng cha mày chưa. Hai cái ba lỗ của ai nè? Phạm Trang lấy cái lông chuột của gấu bông nữa. Mà ngoài phải cười được. Lông chuột 50 ngàn của bé gấu bông nè. Có bông nè. Hôm nay trong cái livestream này em bán cho mấy chị. Đủ mẹ may ra cái áo gần 100 ngàn. Giờ bán vé hoa lao dễ sợ. Bán 3 cái 100 ngàn cho hết hàng. 3 cái 100 ngàn nha. Dưới 80kg, dưới 82-83kg cũng vừa nha. 3 cái 100 ngàn nhưng mà tuổi tin mặc mới được. Còn mấy chị mà già già không mặc được đâu. 3 cái 100 ngàn, 3 cái 100 ngàn quẹo lửa. 3 cái 100 ngàn, 3 cái 100 ngàn quẹo lửa. Bán cho hết hàng mấy chị. Từ 60-80kg bao vừa. Nói chung là tôi cũng vừa nè mấy bà nội. Nhưng mà tôi trừ hao ngược lại mấy bà nội, tôi ớn mấy bà nội quá trời ớn mấy bà nội ơi. Mấy bà nội cứ kiểu giống như là nắng không ưa mưa không chịu, ghét giá kỵ mù sương á, thiệt. Mấy mẹ cái gì cũng muốn hết á, cái gì cũng muốn bao hết trơn hết trời á. Lấy cái lời cho Tài Lê cái bộ vest Gucci ở trển mới đem lên trển á. Ừ thôi xả view Phạm Trang, hồi bữa chốt cái quần quần què xin địa chỉ số điện thoại nói vòng dắt đi vòng. Cậu bay phát pháo vòng hầu xe chẳng mặc lồn, giờ xả đồ cũng vậy, tao khỏi bán đi. Sẽ hai cái áo á. Dạ bán hàng thầu này là không có cờ bài phất phớ vòng nữa mấy chị, xây chẳng mặt lồn làng hồng. Không có làm gì được hết trơn á. Đưa lên lấy ba lỗ xanh ra đây đây. Chị lấy hai cái đi, ly ra trần hai cái có 100 ngàn. Mua giùm em ế chết mẹ luôn, ly ra trần hai cái 100 ngàn. Rồi bộ này của Tài Lê 180 ngàn của Tài Lê nè. Mua hàng là em nói mấy chị mua nhanh bán nhanh. Thiệt luôn á. À, mấy chị cứ giật cà dòng. Cậu đủ má mua hàng like khó quá là phi làm ơn phi ngựa. Làm ơn phi ngựa. Đi ra shop mua giùm em cái. Ba cái 100 ngàn của bé Thanh Thảo Nguyễn nè. Bé Thanh Thảo Nguyễn. Thầu này mà còn cờ bay phát pháo vòng là khỏi luôn mấy chị. Ba cái 100 ngàn Quỳnh Anh Nguyễn Lam, ba cái 100 ngàn. Ồ vậy đi cho nó mau gọn nè.
Rồi Quỳnh Anh Nguyễn Lam là bé lùng ơi, ba cái trăm ngàn Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè. Ba áo trăm ngàn của bé Tài Lê nè, ba áo trăm ngàn, ba áo trăm ngàn của Tài Lê, ba áo trăm ngàn. Rồi ba áo trăm ngàn của bé Tài Lê nè. Lại lấy bộ sắc mực chính tắc lại cho anh Trinh coi nè, ba áo trăm ngàn quẹo lửa với chị ơi, ba áo trăm ngàn là lẹ lên, lẹ lên. Dạ chính tắc ông nội. Dạ đúng rồi ông nội. Cờ bay phất phơ vòng 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 vòng. Còn bao hàng nữa nè, chưa lên nè. Rồi bộ bi sắn mực chín tóc bà nội ơi. Ai đã từng đi quán cố Long Giang. Trời ơi bữa nay bán gì mà thảm quá trời. Bộ sắn mực này chị Tài Lê bữa giờ lấy chưa? Bộ sắn mực bi rất là đẹp nha. Ê mấy chị mặc lên không có thấy hở ngực đâu nha mấy bà nội. Chín tóc nè. Tổng cộng có 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Định ngày mai, định thứ ba là sẽ nghỉ nghiệp xã hơn một ngày để đi làm tóc làm đẹp. Mà cuối cùng thứ năm ba má em vô nên đợi thứ năm nghỉ trâu luôn. Ba áo trăm ngàn, ba áo trăm ngàn của Tuyết Mai Phạm nè, con này đẹp lắm Tuyết Mai Phạm. Ba áo trăm ngàn của Tuyết Mai Phạm nè. Rồi có ai chốt cái chi nữa không mấy chị ơi? Chốt cái chi nữa không? Tôi nói một khi tôi treo cái là tôi nói lòi họng vĩnh họng luôn à. Áo này trên trên mặc không được. Rồi giùm nha mấy má. Em còn cái áo biệt vai nè. Em còn cái áo đẹp pha dưới 85kg nè. Chị nào dưới 85kg chốt cái áo này em xe cho mấy chị 100.000 áo. Áo 100.000 nha, 100.000 áo. Nè cái quần này 180.000 của con nè, quần Quảng Châu nè. Dưới 75kg giờ con xe cho mấy má với giá 90.000 nè ha. Em xe cho mấy má giờ dưới 100.000 nè ha. Rồi đây em còn mấy con dung thôi, xe mẹ 100.000 cho hết hàng đi mấy chị. Em có mấy con dung mà con dung này dây kéo nó nằm ở trước bụng nha. Rồi size sale luôn 260, 280 cái quần què gì đó. Giờ sale 100.000 dùm nè. Mấy chị thấy đẹp không? Dùm này nó nằm ngay, dây kéo nó nằm trước bụng cho nên đi đá, đi ỉa, đi nhậu rồi gì cứ vô tư và vi vu. Và có một cái bách nịt ở trước luôn 100.000. Chốt dùm em dùm. Dùm size nhiêu? Dùm size L, XL, 3X. Quần Quảng Châu của bé Ngọc Giang nè. Biệt vai này đơn thùy mặc rộng đừng mặc chị ơi. Mặc là vừa nhưng mà nó rộng quá nó sẽ không có đẹp. Quần 90.000 của Ngọc Giang. Chứ nếu mà chị đơn thùy mà 6-7kg vừa là em bán liền. Chứ em để muối mắm đâu chị. Dùm dùm nè. Dùm của gấu thì bông. Dùm của gấu bông XL. Gấu bông XL là kiểm tra phải XL không? Chứ ngoài đo nguy hiểm lắm. Phải XL không? Cái nguy hiểm lắm đó nha. Phải lấy bì này ấy bì kia không à. Nè mấy lùn kiểm tra phải XL cho Nguyễn Thương Bin Bin nè. Dùm của Kim Anh Trương nè. Dùm hay của Kim Anh Trương nè. 100.000. Rồi Kim Anh Trương hay nè 100.000. Dùm bay của Cẩm Tú nè. Nè mấy lùn gì vậy? Đưa gì coi, đưa gì coi. Của Bin Bin không? Nguyễn Thương không? Rồi Nguyễn Thương Bin Bin nè. Nguyễn Thương Bin Bin nè. Cẩm Tú có chứ vậy? Nè Cẩm Tú nè, bay có Cẩm Tú nè. Mấy giờ mà tí đi dịp hàng hết rồi không? Gì? Rồi Ngọc Giang nè, 100.000 của Ngọc Giang. XL hết rồi nè chị Mai ơi. XL hết rồi nha, còn L với 2 thôi. Rồi dùm của Đôn Thùy nè. Đôn Thùy 100.000 nè bé. Đào Cherry dùm size L của Đào Cherry nè. Đào Che Thị Ri nè. Đào Cherry xin địa chỉ số điện thoại. Hình như khách cũ. Đào Cherry 100.000. Bé lùn đi nè. Quỳnh Lê 100.000 con. Rồi còn một cái dưới 90kg bé nào chốt, chốt giúp em nha. Quỳnh Lê. Dâm của Hạnh Nguyễn. Cái này hơi rộng á chị Hạnh. Hạnh lấy được không? Cái này hay. Dưới 90kg hơi rộng. Chị Hạnh lấy được thì báo em, còn không lấy được thì để chọn mẫu khác. Con áo này 250 Quảng Châu nè. Con áo này 250 Quảng Châu nè mấy chị. Hơi bị xinh luôn. Em bỏ trên lầu mà em bị trùng hai cái. Rồi bây giờ sale cho mấy chị 170.000 dưới 88kg cũng vừa. Chốt giùm em áo Rêu Bèo 250 sale 170 nha.
250 sale 170 chị Huyền ra bưu điện lấy cục hàng vô vậy chị Huyền. Mấy chị hàng hóa gần Tết tám mấy chị nhảy nhảy tưng tưng ra lấy giùm em cái chứ tàu em nha mấy chị. Thiệt, tàu thiệt. Thật lòng luôn á. Phạm thì Mỹ Phượng rêu beo nè. Rêu beo Phạm size cái zoom còn size 2 là chị. 170. Mày bệnh cũng vừa vừa tao lùng. Vậy mà ngày này vậy mà này ngày nào chị Yên cũng rút quá, chị Yên đánh lệnh lên ngày 500 đô tại lệnh chị Yên 25 ngàn đô, ngày nào chị Yên lên cái lệnh là 500 đô là chị Yên cũng rút ra hàng ngày hết trơn. Rồi lên tiếp gì ạ? Rồi cũng áo. Đâu mấy cái mang hàng sale rồi cũng áo mấy chị. Áo này size gì đây? Áo này size 2X. Áo này size XL. Rồi áo này nha mấy chị, nhưng mà chị nào thích dạ đúng rồi. Chị nào thích áo cổ rộng á thì mới lấy con này, chứ về mà hàng xe mà mấy chị không thích áo cổ rộng, đúng rồi Quỳnh Lê, thì mắc công rất là phiền nha mấy chị. Áo này nó sẽ như thế này nè. Áo này khi mặc lên nó sẽ như thế này nè. Đó. Cổ nó sẽ như thế này luôn. Rồi 80 ngàn. Bây giờ em còn size dưới 82kg và dưới 92kg thôi. Nó có màu xanh ngọc và màu đen. Rồi chị nào chốt áo 80 ngàn thì chốt giùm em áo 80 ngàn. Hôm nay em lên con đầm này 280 em bán cho mấy chị 90 ngàn cho hết nè. Bán 100 ngàn cho em đỡ nhục một chút chị nha. Bán 100 ngàn. Tí bơm nước. Lấy đá tí ơi. Có em nói thiệt nha. Ấy xin lỗi, không phải em xin lỗi mấy chị. Con này là 280 đầm công sở. 280 đầm công sở sale cho mấy chị 150. Em nói lộn, em tưởng nó là mẫu đầm body kìa mấy chị. Em lộn. Em bị lồn rồi mấy chị. Đầm này người ta gọi là đầm công sở, vải co giãn đẹp lắm mấy chị. Nhưng mỗi tội độ má nó bị mắc phong long. Cái tay này về mấy chị phải ủi lên ha, đầm nè. Mấy chị có cái phom đầm là mấy chị mê à. Cái phom đầm rất là đẹp luôn ha. Phom đầm em nói mấy chị đẹp tuyệt vời vô cùng. Tổ quốc ta ơi. Rồi đầm này xem 150 kèm số ký. Chốt giùm em đầm công sở kèm số ký nha. Đầm công sở kèm số ký. Rồi chốt giùm em đầm công sở kèm số ký nha quý vị nha. Đầm này em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg mấy chị. Chốt giúp giùm em đầm công sở ha. Đầm công sở. Rồi em còn đầm nhung. Không, lấy XL. Chị Yên 88kg mặc XL vẫn còn thoải mái nha Phúc nha. XL Phúc không? Em xài mẫu đầm này nè. Áo 80.000 XL màu đen, cái bao áo đâu à. Đầm công sở 78kg lấy size XL cho Trinh Phạm nè. Một cái này của BB nè. Đào Cherry gửi chung với BB giùm em anh ơi. 80.000 đầm công sở XL. Bỏ cái áo đen cái lại chỗ kia đi. Rồi XL của chị Trinh Phạm nè, 150. Nè em còn mấy cái đầm nhung bi nè mấy chị. Em còn mấy cái đầm nhung bi nữa là hết nè. Rồi chốt cho em đi 280 xe 150 luôn cho hết hàng mà dễ thương lắm mấy chị. Là con này là size dưới 92kg nè mấy chị, coi cái form ở dưới nè. Dưới 92kg đầm bi nhung nha. Dưới 92kg. Nói chung là còn 4 con dưới. Chị lấy size cho em là nếu không vừa chị đợi. Tại vì chị 88kg chị mặc mới XL thôi, tại cái form nó vết nó rộng. Đầm này em chỉ còn 4 cái dưới 92kg, bà nào lấy em sale cho mấy chị 100.000. Còn 4 cái dưới 92kg sale 100.000 cho đỡ nhụt. Sale 100.000 cho đỡ, cho tâm phụt và khẩu phụt 100.000 của đầm nhung bi. Đầm này chị Thu Nguyên mặc dừa là lấy một cái cho Thu Nguyên. Đầm này Thu Nguyên mặc dừa. Thu Nguyên 100.000 của Thu Nguyên. 100.000 của đầm nhung bi uống tóc Hoàng Anh. Mỉ im đi chị. Dạ còn bộ 450 giờ em lên cho chị nè. Hồi chiều cái bao hàng Quảng Châu cao cấp đâu rồi? Coi thử cái bao hồi chiều like bả đâu chứ thiệt. Kéo xuống này đi. Chưa. Hồi chiều like xong đầm nhung nha, 90kg của Kim Anh Trương.
100 ngàn. Đó hai ít đúng không? Này bé Lùng, Kim Anh Trương, hồi chiều like cái bao hàng Quảng Châu cao cấp đây này rồi bỏ ngay đây nè. Coi thử mấy bao trong kia thử kéo ra. Đầm nhung bi của Bích Thủy còn cái cuối cùng 100 ngàn của Bích Thủy nè bà nội. Đầm này trinh phạm rộng. Lên Quảng Châu rồi đó. Đây hả? Rồi, lấy áo không? Coi thử cái bao hồi chiều hãy bỏ đâu vậy? Áo không? Bao cao cấp vừa áo vừa đầm á. Dì ơi. Lấy rồi mà. Đây nãy giờ thấy tầm hình vừa. Kỳ ta. Mấy chị chờ em một phút. Kéo xuống hàng xuống con, kéo xuống. Kéo này xuống. Đưa bao dưới sao? Đưa hai bao này ra gì ông coi rồi. Bao đó có đầm rồi luôn á. Đây. Đấy không đây. Hình như đó hay sao? Ừ đúng rồi, nó đó. Đây. Bỏ dưới tí. Đầm công sở size 2 của Thu Nguyễn, size 3 của Thu Nguyễn luôn. Rồi bộ này nè mấy chị, bộ này. Đầm công sở đó đó, đúng rồi. Rồi em lên bộ thể thao cho mấy chị nha. Bộ thể thao cho mấy chị nhiêu ký rồi chá? Nhiêu ký. 550 sale còn 450 hàng Quảng Châu cao cấp nha quý vị nha. Bộ này còn cỡ dưới 7-8kg là bao đẹp. Bộ này 65-78kg bao đẹp. Chốt giùm em bộ chữ. Bộ chữ nha. 60-78kg bao đẹp bộ chữ. Chị nào chốt còn bay thì trà trọng nó kiểm tra đàng hoàng đi. Chưa bán con mẹ vậy trơn á. Đây nè, áo đây là mấy chị 100kg nè. Chờ chút đi em, tại mới ra hàng rồi em yêu. Ngồi chờ chị một chút, anh chỉ giờ quán qua hàng có lai lại đâu gái. Ra hàng lai lại 100 mấy chục chị chờ cầu nguyện. Áo thun thái nha mấy chị. Áo thun thái này, cái form này là 70-100kg và em nói mấy chị mặc với con sọt hơi bị đẹp luôn. Chốt giùm em áo thun thái 160 ngàn. Chị nào mà 100kg lên mặc mấy con đây nè. Cái đây là chữ đỏ. Còn cái này là đen ha. Con này là chữ đỏ và con này là đen. Chị nào chưa chốt đỏ, chưa chốt đen chốt giùm em. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Sale cho mấy chị 250 sale còn 170 đẹp không? Đẹp, đẹp quá trao luôn mấy chị. Trời ơi, con áo gì mày đã đẹp lung linh quá trao luôn. Thôi. Hết size 3X hả? Kiểm tra kỹ chưa? Rồi hết size 3X rồi, Thu Nguyễn ở đây. Áo đá tay rớt. Áo đá tay rớt là dưới 80kg nha. Chị nào chốt con áo đá tay rớt này chốt lên giùm em ha. À, áo đỏ của Kim Anh là 160. Mấy con này vải đẹp lắm Kim Anh 160. Chốt giúp giùm em áo rớt tay dưới 80kg. Mấy chị ưng thì mấy chị rút lên như thế này cũng được ha. Rồi chốt giùm em áo rút tay này sale cho mấy chị 170. 250 sale 170. 250 sale 170 áo rút tay. Áo rút tay. Cuộc tình giờ đây đã hết. Sơ mi mấy chị, áo thun thái đen của Huỳnh Ngọc. Huỳnh Ngọc nào kìa. Ngọc ơi, tranh thủ là thứ hai thứ ba gửi hàng nha, chứ không có để lâu nha. Áo rớt tay cái đá 160, cái này 170 của Trinh Võ nè. Cái con sơ mi này nè mấy chị nào mà còn cỡ dưới 72-73kg đẹp không? Đồ má sơ mi hàng Quảng Châu nè mấy chị. Chữ đen 78kg của Thanh Thúy nè. Thanh Thúy 160 nè. Để em coi thử thun thái còn không, để em coi thử nha mấy chị. Thun thái bây giờ em còn chữ đỏ nè. Thun thái đỏ của Sala Hoa 160 ai ghi? Sala Hoa 160. Con này mà chị nào mà dưới 72-73kg mặt trời ơi, em nói mấy chị hả? Mùng 1 đứng ngay trước cửa chùa cho em nha, xe hút cá tới hút luôn. Áo thun đạn để coi thử còn không nha chị Loan. Loan ơi, Loan có biết không Loan? Áo sơ mi dưới 72-73kg, trời ơi mẹ ơi. Áo sơ mi dưới 72-73kg bán mẹ 150 cho hết hàng đi, 250 bán mẹ 150 cho hết hàng đi. Bán 150 cho hết hàng luôn. Rồi cái này là cái gì? Em chưa biết cái này là cái gì nhưng mà em nghĩ là cái này nó rất là đẹp. Nhưng mà mấy chị size lớn là nên chốt những con này nè. Em dơ lên phát hàng Quảng Châu mấy chị mê liền. Nhưng mà hàng Quảng Châu này cao cấp nha. Form này form lớn, form này từ 80-95kg mới vừa. Đây, áo dây kéo. Áo dây kéo 200 mấy gì kìa mẹ nó. Bây giờ em bán cho mấy chị 160 ngàn áo dây kéo. Con này là dưới 9 mấy kg cũng vừa nha. Chốt giùm em mã áo vàng nè. Mã bò nè. Mã bò 160 nè. Mã cà phê sữa 160 nè. Và mã đen 160 là hết.
mấy con này vải đẹp lắm, có tổng cộng 4 con nên mấy chị phải nhanh tay, mà còn thì chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua nha mấy chị nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua giúp em ha. Còn áo rất tan, để em coi thử kem trên chút, còn chốt cho hai cái áo là đẹp lắm. Ở đây mặt hơi bị dẹp luôn. Rồi đây nè mấy chị, đây ha, đây mấy chị, bộ này hồi nãy chị nào hỏi nè, ui cái bộ này cái vải nó lạ lắm mấy chị, cái bộ này mấy chị nên lấy nè, vải rất là lạ và mềm. Bộ lưới ha, bộ lưới này dưới 88kg vừa, bộ lưới này 70-88kg vừa nè, 550, xe 450. Chốt giùm em bộ lưới, bộ lưới này size 4X nha, bộ lưới 4X 550, xe còn 450 bộ lưới. Chị nào chốt bộ lưới, em nói thật lòng nha, bộ lưới này mà mấy chị mà hút về một cái cầm vải áo không mê say, một chấm là say đắm liền ha, một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngay. Vậy là Lily em ơi, nên ta phải đi chơi, mua giùm em một cái đi mấy chị, để cho em có tình cảm để em like tiếp đi mấy chị ơi. Nè áo đá chốt cho Kim Trinh nè, 170.000 của Kim Trinh, hot rồi Phi Bùi. Đang kiểm tra hàng nè chứ. Thung thái. Nè hai cái của Kim Trinh nè, hai cái của Kim Trinh nè. Hồi nãy chị Nguyên Phạm chốt thiếu áo đây nè. Nguyên Phạm hồi nãy thấy áo beo rêu đúng không? Thì bây giờ beo bò nè, beo phối bò sale 170 dưới 85kg, beo phối bò 170 nha, bò phối bèo 170, beo phối bò 170, beo phối bò còn hai cái sale 170 dưới 85kg, dưới 85kg nha. Có đầm phơm dài chứ ơi, em mới để chị Kim Trinh hai áo nữa. Có con này màu đen nè, chị nào chưa chốt áo đá đen rớt tay thì chốt nha, 170. Ủa chị nào hỏi bộ thể thao xong nãy giờ sao im ru im rít rồi trời, còn đó không trời, còn cho giùm em biết là mấy chị còn đó hay trời, chứ mấy chị làm em buồn quá trời luôn. 170 của Nguyên Phạm, bộ này đẹp nè, bộ này đẹp mà size hơi nhỏ mấy chị, bộ này đẹp quá trời mà size hơi nhỏ, size này khoảng cỡ dưới 75kg thôi, sau này không cỡ dưới 700 tới. Áo rớt tay đen của Jenny Nhâm nè, 170.000 của Jenny Nhâm nè, 170.000 của Jenny Nhâm, bộ này là dưới 70 mấy ký nè mấy chị, dưới 70 mấy ký áo đá đen khách lấy rồi, bộ này không cỡ dưới 72kg là đẹp ha. Rồi bộ này 550 sale 450 luôn, xếp lại tí, 550 sale 450 bộ này nhá nhá nhá. Chiều nào nay chị nào hỏi Gucci đã nổi, còn Gucci đã nổi, Gucci đã nổi, áo đá rớt tay hết rồi. Đây, chốt giùm em Gucci đã nổi nha, Gucci đã nổi, form này form dưới 85kg kèm quần dài, kèm quần dài nha, 450 luôn, Gucci đã nổi. Sau chị, sau một comment, mấy chị đừng có cãi em có thiên vị ai chứ không trời. Em là đứa không bao giờ thiên vị đứa nào trước, đứa nào sau. Hồi chiều có đem mấy cái đầm lên lầu không vậy? Chị khỏi cần thiên vị, chị khỏi cần à. Ngày mai em sẽ lên áo lên giờ cho mấy chị. Còn chị nào muốn để dồn bill thì nhớ nhắn tin. Xét Gucci 9 tóc cổ viết, xét nách còn size 95kg không yêu. Lại đi kiếm xét cái Gucci đây nè, xét Gucci đây nè, thôi thử còn size 100kg cho Kim Anh. Rồi đầm này mấy chị, trời ơi con đầm này mấy chị mặc lên không đẹp, 400 mấy chị coi vải 400 nè, 400 Gucci đã nổi 73kg của Mỹ Phương, 450. Rồi 450 của Mỹ Phương, Thành Thị Mỹ Phương à. Con đưa ra, con quăng từng bộ xuống đây con kiểm tra ra gì. Trời ơi chị nào mà dưới 80kg làm ơn làm phước hút cái con đầm giùm em cái. Trời ơi quá trời đẹp luôn mấy chị, thật lòng con dưới 80kg. Rồi bộ này là Kim Anh, bộ này là Gucci cổ vết là 240 của Kim Anh nè lùng, 240 của Kim Anh. Bộ sẻ sao hả chị, đây là bộ sẻ sao dài tay nè chị. Đó em lên đang lên nằm phông dài đó Kim Lê. Đây là bộ thể thao tay dài nè chị Hồng Khanh Nguyễn, bộ này đẹp. Bộ này 550 sale còn 450. Em nói chị Hồng Khanh là đụng vô những con vải hàng Quảng Châu cao cấp là chị mê lắm. Mê tích xà lò luôn chứ không phải mê thường mấy chị ha. Rồi bộ này chốt giùm em bộ xanh đỏ dưới 75kg, dưới 73kg là vừa rồi, dưới 73kg nha. Rồi chốt giùm em lên bộ chữ nè mấy chị, bộ chữ, bộ chữ nha, bộ chữ, bộ chữ này dưới 88kg cũng vừa nè, vải đẹp lắm mấy chị ha,
hốt của Hồng Khanh Nguyễn đưa bộ ra đây. Bộ đây là bộ chữ từ 65kg đến 85kg cũng vừa. Chốt giúp giùm em bộ chữ 550 xe 450 luôn. Đúng rồi, bộ chữ. Vậy đâu chốt bộ chữ, bộ gu xì nổi hồi nãy còn nè. À, có đầm 86kg và có bên nhà em size, lúc nào cũng có size dưới 7, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg hết đó chị. Mày nó đẹp lắm. Em nói thiệt mày nó đẹp lắm chị ơi, đẹp mơ tích lộ đích luôn. Em là em mê cái vải này lắm nè. Bộ này có size dưới 90kg, em mê cái bộ này lắm. Hả? À. Bây giờ em phải đợi chị Tết về chứ không có hướng dẫn em từ xa được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là vốn của em thấp nhất phải bỏ 1.000 đô là phải 24 triệu mấy trăm. 24 triệu mấy trăm thì em sẽ kiếm 28% trên số vốn em bỏ ra. Ủa chị chưa nhận được đồ thiệt hả? Để em báo bưu điện chị. Cho xem nằm, chắc chị Ngọc Thố phải hẹn chị ngày mai á. Thì anh Yên ơi, áo thun dây hết size 73 tí rồi. Trời ơi em mê cái bộ này lắm nè chị. Chị về quên này, chị Hồng Khanh Nguyễn, cái bộ này mê lắm. Cái bộ này nó làm một cái vải thun lưới gì vậy chị, mà nó đã lắm chị. Coi nè, đó thấy không, nó đã cực kỳ luôn. Bộ này nè chị bộ này người ta gọi là bộ gì, mấy giờ mày đứng? Bộ này người ta gọi là bộ mấy giờ? 10 giờ 5. Bộ này nè mấy chị, đây bộ này ha, đây nè mấy chị, bộ này giang hồ gọi là bộ bộ cuối cùng. Rồi vậy đi, em quyết định một cái câu nè, áo sơ mi mấy chị không mua em cất nha, áo sơ mi size nhỏ không mua cất nha. Bộ đây là bộ chữ nè, bộ áo dài nè, bộ áo thun nè. Rồi mai đi em lên cho một bao, mấy bao lên giờ cho chị Tinh Quang Thi lựa ha. À, vậy đi, vậy em mấy chị y vậy á ha. Rồi y vậy em mấy chị, ngày mai em lên hàng tiếp là ba đem cái bao hàng xeo bự cho bá lửa lên lầu nè. Rồi chị nào mà bill mà một cái thì nhắn tin vô fanpage giúp em là Bảy ơi, để bill mai mua rồi mốt gửi nha. Còn mấy chị không nhắn là em sẽ đi hàng hết nha. Chào Thân Ái và Bóp Giái mấy chị nha.